Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào này bên mình thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình nhé. Các bạn lên YouTube này. Đấy, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy. Đây, kênh là Triệu Phú TV. Kênh này của mình là cũng là vừa mới đạt được mức là 50.000 lượt sắp nhá. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Đây, 50.000 lượt sắp đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn đấy ạ. Đây. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ đấy nhá. Đấy, đây các bạn xem kích vào mục video của mình, các bạn xem 1-2 ngày gần nhất. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn lựa chọn. Thì vào buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ báo giá và trực tiếp cho bạn. Thì các bạn ưng là sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp của mình, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp vào số điện thoại gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi và mua bán điện thoại cũ giá rẻ. Và sản phẩm đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là mấy con cũ giá rẻ nhé. Con này thì nhà mình có con Oppo này. Này, hôm nay nhà mình về là con Oppo, con này là Oppo FPS nhé. Này, con Oppo FPS từ hình thức con này còn ngoại hình còn độ 80% nhé. Này, còn Oppo F1S thì có ngoại hình còn 80-85%. Đấy, Oppo F1S. Đấy, Oppo F1S đây. Con này thì là cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này thì là màn hình thì là kiểu nó hơi nhăn nhăn một chút nhé, nhăn nhăn phần chút phần quang này. Đấy, màn hình thì nó hơi nhăn nhăn một chút phần quang thôi. Đấy, con Oppo F1S này thì nó có hai nút đa nhiệm hai bên và một nút home này. Con này của nó là bản 32GB nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 800k nhé. Còn Oppo APS này thì bên mình các bạn, còn Oppo F1S này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 800k đây ạ. Đấy. Con này thì gì nhỉ? Màn hình của nó thì là hơi bị nhăn nhăn chút phần quang thôi. Đấy ạ. Đấy, con này thì tất cả dùng bình thường, full chức năng. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 800k. Còn Oppo F1S thì ạ, 800k các bạn nhé. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn ạ. Và tiếp theo là con Oppo A3 2016. Thì con này thì là đây, máy cũ hôm nay mình thâu lại của khách xong. Còn Samsung A3 2016. Còn A3 2016 tất cả là máy bình thường, full chức năng. Tình trạng là chỉ có mỗi cam sau nó hơi bị đốm đốm một chút thôi. Đấy, cam sau thì nó hơi bị đốm đốm đen một chút thôi nhá. Đấy, thì vẫn chụp ảnh quay phim bình thường. Đấy. Còn A3 2016 này thì là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Mình sẽ xem bản gì nhé. Hình như là con này là bản công ty đấy. Màn hình con này là màn hình AMOLED các bạn nhé. Con này là bản công ty đấy, không 2 SIM 2 sóng. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá lợn chết là gì nhỉ, 800k. Các bạn mua là một máy phụ chống cháy nghe gọi, ok. Đây, hai con này mình bán đồng giá là 800k nhé, cho các bạn làm máy phụ chống cháy nghe gọi rất là ok đấy. Còn A3 2016 này và con này là con Oppo F1S nhé. Và tiếp theo là con Solid Performance. Đây, Solid Performance thì hôm nay nhà mình vừa mới về là con điện thoại cũ ra rẻ này. Solid Performance này. Đây. Solid Performance thì con này thì là vỏ có cũ phải theo thời gian đấy ạ. Này, con Sony X Performance này ạ. Con này thì hàng cực kỳ là hiếm, dạo này thì là không có hàng nhé. Con X Performance này thì đợt trước thì cũng rất nhiều hàng, năm ngoái thì mình bán nhiều lắm. Năm nay là không có hàng. Con này thì là máy dùng bình thường nhé. Đấy, cấu hình là RAM 3GB. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con Sony X Performance này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Sony X Performance này thì bên mình đang bán giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, 1 triệu đồng. Các bạn đã xíu rồi, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Sony thì ạ. Đây, con này thì hôm nay vừa cũng là thâu lại của khách, máy cũng có cũ theo thời gian thì ạ. Đấy, Sony X Performance này. Bạn nào thích sản phẩm Solid X Performance này các bạn nghe mình sớm nhất nhá. Màu gold này ạ. 1 triệu đồng các bạn nhá. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn ạ. Đấy. Các bạn mua về là một máy phụ chống cháy nghe gọi rất ok. Bạn nào thích sản phẩm Solid X Performance này thì các bạn nghe mình sớm nhất nhá. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể chọn thức là chuyển khoản trước bên mình. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải gọc phí ship mình 50k và 100k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé.
đấy. Và hôm nay thì nhà mình đây thì là về được một chiếc, là nhà mình nay về được mẫu này thì mình hay bán ở cửa hàng thôi. Con này thì bạn nào có nhu cầu thích sản phẩm Lokia này thì các bạn cũng thể là mua về xài được. Lokia là nhà Lokia nhà mình là 150 nhá. Con này là Nokia 150, con này là đời mới 2020. Con Nokia 150 này thì mình sẽ nói sơ cua qua. Đây, con này là máy mới 100%. Thì Nokia 150 này thì nó là gì nhỉ? Các cái phím số rất là to. Ví dụ các bạn ở vùng sâu vùng xa ấy thì mà không mua được máy ấy, thì các bạn có thể là mua cái Nokia 150 này được, xài rất ok. Nokia này thì nó là hai sim hai sóng. Đây. Đây. Nokia 150 này thì nó là hai sim hai sóng nhá. Con này thì là máy hình máy của nó dài, cũng khá là dài và được cái màn hình rất là to. Màn hình thiết kế rất to, có mấy phím đa nhiệm như kiểu Nokia. Con này là Nokia giống cái Nokia gì nhỉ? Mình quên mất rồi. 2730, nó giống cái Nokia 2730 hay sao ấy. Này. 6700. 676 biết đấy. Đấy. Được cái là nó trang bị những cái phím này là to này. Ví dụ các bạn mà mua thêm một máy mà chống cháy nghe gọi ấy, thì các bạn có thể là mua một máy phụ này, Nokia 150 này cũng được nhé. Đấy. Nó được cái màn hình rất là to này. Màn hình to. Đây, màn hình to, chữ to nhé. Đấy, màn hình to, chữ to đấy. Rất là đẹp. Đấy, này được các cái phím này nó to lắm. Đấy. Còn Nokia 150 này thì là máy mới, bên mình đang bán cho bạn giá là 650k nhé. 650k, đấy. Đấy. Rất là rẻ nhá. Các bạn nào tin tưởng thì cứ chuyển khoản trước cho mình, còn các bạn nào mà chưa tin tưởng ấy thì các bạn cứ nhận chọn cho hức mình cho là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Thì 50/2020 thì cũng nhiều bạn cũng hỏi mình là có nên mua hàng online không ấy, thì theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online. Thì vì đến cương vị mình đây thì mình cũng mua hàng online cực kỳ rất là nhiều, thì các bạn cũng mua hàng online đi, rất là thoải mái ấy, rất là ok ấy. Bạn nào thích sản phẩm Nokia 150 này thì các bạn nên hàng về sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang bán giá là 650k. Đấy. Các bạn là một máy nghe cung cạch nghe gọi rất ok và màn hình cực kỳ là lớn. Mua cho ông bà bố mẹ mà không dùng được cảm ứng rất ok nhá. Đấy, mua quà về làm quà cũng được mà. Nói chung là điện thoại bây giờ rẻ rồi, các bạn mua về làm quà cũng được. Và tiếp theo là cái con này là con gì nhỉ? Oppo, con này là con Oppo gì nhỉ? A83. Thì nhà mình nay về con Oppo này là Oppo A83. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con Oppo A83 này của hình là cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là ngoại hình con này là còn độ gì nhỉ? Ngoại hình con này còn độ 90% các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhé. Con Oppo A83 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu. Đấy. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này thì ngoại hình còn ok. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A83 này các bạn thì hàng được sớm nhất nhá. Đấy, 1.4 triệu. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về thì con này là con Oppo A30s. À sorry các bạn, là con Samsung A30s nhá. Đấy. Samsung A30s, con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này thì là có cái ốp dẻo theo máy luôn các bạn nhé. Đây, ngoại hình con này cũng còn 90%, rất là đẹp. Ngoại hình thì máy còn sáng bóng, còn 90%. Con Samsung A30s này thì nó là thiết kế là nó 3 camera, một đèn flash, rất nhiều tính năng nhé. A30s thì mình sẽ xem tính năng mở khóa của nó xem nào. Này, mở khóa màn hình này. 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 Nó là vân tay này, khuôn mặt này. Đấy, con này thì có vân tay nhá, mẫu hình. Vân tay của nó là âm màn hình nhá. Con A30, con A30s thì nó âm tay, vân tay là âm màn hình này. Đúng không? Con này là âm màn hình thì sao ạ? Con này như mình phải reset đi ấy. Đây, con này mình phải reset đi nhá. Tại vì con này vừa mới đặt lại mà. Muốn vân tay thì các bạn phải reset máy đi nhá. Mình quên, mình chưa reset máy, mình vừa cập nhật phần mềm xong. Đấy. Bình thường mình cập nhật, mình đang dùng bình thường mình cập nhật đấy. Khách cập nhật thôi. Còn bọn Samsung, của bọn Samsung này thì không bị lỗi vân, không bao giờ lỗi vân tay đâu. Reset thì cái là có vân tay luôn, bình thường luôn. Nó không như iPhone.
iPhone các bạn mà chẳng may mà làm đứt cái, hoặc là iPhone 6 siếc ấy chẳng may đứt cái, các bạn nói chung là tỷ lệ thay thì rất là khó. Đấy, còn bọn này thì nó âm vân tay màn hình nhé, còn A30s này thì nó âm vân tay màn hình. Còn A30s này thì nó bên mình đang bán bạn với giá là gì nhỉ, 2.900k nhé. Đây, máy đẹp leng keng này, 2.900k con A30s này. Thì là màn hình của nó là màn hình là tràn viền 6.4 inch nhé. Đây. Đây, màn hình của nó là màn hình là tràn viền 6.4 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó thì là HD+. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, pin con này là pin 4000 nhé, Samsung A30s đấy ạ. Pin con này là pin 4000. Bên mình đang thành lý bạn giá là 2.900k nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30s này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn nghe hàng sớm nhất nhé. Đấy. Nói chung là các bạn dùng Samsung được, nói chung là pin ok lắm, pin 4000 các bạn xài thì quá tuyệt vời luôn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Lot 9. Lot 9 thì hôm nay mình vừa mới về được cây này xong các bạn nhé. Đây. Lot 9 hôm nay mình vừa mới về cây này xong. Cây này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Con Lot 9 này là mình bên mình là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Con này thì là màn hình đẹp nhé. Đây, màn hình con này thì là sáng đẹp, không ám ố gì các bạn nhé. Màn hình là sáng đẹp, không ám ố gì. Đấy, con này thì là máy màu xám nhé. Lot 9 màu xám đấy ạ. Đây, màu xanh bạc đấy ạ. Lot 9 màu xanh bạc đấy ạ. Lot 9 màu xanh bạc. Thì Lot 9 con này thì mình sẽ gọi sơ qua qua về cấu hình của Lot 9 ấy. Mình sẽ lỡ các bạn nhé, mình sẽ qua qua cái hình Lot 9 cho bạn rõ này. Đây, Lot 9 thì là mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình cho các bạn nhé. Con Lot 9 này thì là màn hình của nó là màn hình là 6.4 inch nhé, HD+. Đây, màn hình con này là màn hình tràn viền 6.4 inch. Con này là HD, con này là HD cộng, QHD cộng nhé. Độ phân giải màn hình con này là 2K. Cấu hình là RAM, con này là RAM 6GB. Đấy, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng này. Cấu hình con này là RAM 6GB này. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, màn hình là tràn viền rất là đẹp này. Đấy. Đấy. Camera, camera thì con này thì là có chế độ là quay video 4K các bạn nhé. Nói chung là quay con video này là quay 4K nhé. Đấy, quay video của nó là quay video 4K này. Đây, các bạn quay video 4K thì khỏi phải chê luôn. Đây, quá là đẹp luôn. Quay video 4K, con Lot 9 thì quá là đẹp. Con Lot 9 màu bạc này thì hình thức là còn máy còn 90, trên 90%. Đây, máy đẹp leng keng đấy ạ. Đấy. Đây, Lot 9 đấy ạ. Con này thì là chạy chip Exynos các bạn nhé. Lot 9 thì chạy chip Exynos. 9810. Đấy. Đây. Con này thì mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp dẻo nhá. Con Lot 9 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 6.800k các bạn nhé. Con Lot 9 này thì bên mình đang bán bạn giá là 6.800k đấy ạ. Đây. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 này các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. 6.800k đấy ạ, Lot 9 đấy ạ, rất là ok đấy. Và tiếp theo là nhà mình còn một chiếc con như là gì nhỉ? Nhà mình thì còn một chiếc gì nhỉ, S8 đấy nhỉ, S8 màu xám này. Màu xám này thì nhà mình còn một chiếc các bạn nhé. S8 màu xám bên mình còn một chiếc. Thì là máy còn 90 trên 90%. S8 thì ngoại hình cũng khá đẹp. Màn hình của S8 này thì là màn hình của nó là tràn viền 5.8 inch các bạn nhé. S8 thì màn hình của nó là màn hình tràn viền. Màn hình tràn viền này. Màn hình là tràn viền 5.8 inch. Cấu hình cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đấy, con S8 này bên mình là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, máy zin nguyên bản luôn. Nói chung là máy bên mình hầu như là toàn là bản Hàn thôi. Nên là các bạn dùng cứ yên tâm. Bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Màn hình của nó là màn hình, độ phân giải của nó là 2K nhé. Nói chung là RAM đời mới bây giờ là thật với các bạn nhanh hơn. Cái đời nói chung là RAM, tuy RAM chip của đời siêu phẩm ngày xưa ấy, nhưng thật các bạn xử lý quá nhanh, quá tuyệt vời luôn.
RAM đời mới không thể bằng được những sản phẩm RAM dùng S8, Note 8, Note 9 này. Này. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang bán với bạn giá là 3.800.000 nhá. Đây con S8 nhỏ này. Bên mình đang bán giá là 3.800.000. Nhà mình thì còn duy nhất một chiếc màu xám đấy các bạn nhé. Hàng thì dạo này thì cực kỳ là đang khan rồi. Thì các bạn là nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con S8 nhỏ này thì là máy da hàn zin, 2 sim 2 sóng. Bên mình đang bán với bạn giá là 3.800.000 nhé. Con này thì là màn hình đẹp, không AMOLED hay không lưu ảnh gì nhá. Đây, S8 nhỏ đấy. Nói chung là màn hình 2K thì các bạn khỏi phải chê luôn, quá đẹp luôn. Quay video thì cũng nét căng luôn. Tại vì màn hình 2K thì nó đẹp lắm các bạn ạ. Và tiếp theo thì nhà mình thì còn sót một chiếc cuối cùng là con S9 Plus này. Đấy, S9 Plus màu tím này. S9 Plus màu tím đấy ạ. Đấy. S9 Plus thì nói chung là các cái dòng S8 này nó nhỏ hơn. Con này thì 5.8 nhé. Con S9 Plus này thì là màn hình của nó là 6.2 inch. Này, con này 6.4 inch. Đấy. Con Note 8 thì là 6.3 inch này. Nó cũng chênh nhau cũng khá, nhưng mà mỗi con thiết kế cái khác. Một con thì là màn hình cong. Đấy. Con S9 Plus này thì là màn hình cong nhé. Cấu hình là RAM, con này S9 Plus này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. S9 Plus này thì bên mình thì cũng là máy hàn zin, 2 sim 2 sóng. Máy hàn zin này thì là màn hình đẹp nhá. Không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Cũng là cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình thì là độ phân giải của nó là 2K nhá. Đây cho hình ảnh quá tuyệt vời luôn. Nói chung là những sản phẩm mà màn hình 2K các bạn khỏi phải chê luôn. Còn S9 Plus màu tím này thì là máy ngoại hình còn 90/90%. Máy còn khá là đẹp nhá. Này ạ. À. Con này cũng là chạy chip Exynos 9810 9810 nhân 8 nhân. Đây màn hình quá là đẹp luôn. Bản hàn 2 sim 2 sóng. Con S9 Plus này thì bên mình đang bán với giá là 5.500.000 các bạn nhé. S9 Plus này. 5.500.000. Ngày xưa nếu các bạn mà như bên mình là ngày xưa mình đang đi làm mà lương có vài triệu một tháng ấy. Nói chung là mơ ước những sản phẩm như này cũng không có tiền mà mua. Nhưng mà bây giờ thì rất là rẻ rồi. Chỉ với giá là hơn 5 triệu đồng thôi. Các bạn nhiều khi các bạn tháng lương, nửa tháng lương các bạn đã có những sản phẩm này rồi. Đấy, các bạn thu nhập cao, các bạn thu nhập thấp thì tháng lương các bạn cũng đã mua những sản phẩm này siêu phẩm dùng rồi. Nói chung là sướng lắm. Đấy. Mà dùng là sang lắm. Các bạn mua về tặng ông xã, nói chung là bà xã, người yêu rất là tuyệt vời. Những dòng S này thì nó thứ nhất là nhỏ gọn và thứ hai là đẹp. Nó thiết kế đẹp luôn các bạn. Từ nhất là camera nó cũng đẹp lắm này. Trước sau rất là đẹp đấy, rất là sắc nét ạ. Đấy, bên mình đang bán giá là 5.500.000 các bạn nhá. 5.500.000 các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 Plus này các bạn nhà hàng sớm nhất nhá. Và tiếp đến thì cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được 4 cây Note 8 màu đen này. Đấy. 4 cây Note 8 màu đen này. Đấy. Nghe đâu? 3 cây màu đen. 3 cây màu đen và 1 cây màu xám các bạn nhá. Đấy, Note 8 thì mình nay về được gì nhỉ? Mình về được tất cả là gì nhỉ? 4 cây nhá. 3 cây đen và 1 cây xám. Đấy, Note 8 thì mình sẽ sơ qua qua về cấu hình của Note 8 các bạn biết. Thì các bạn cũng có các bạn biết rồi, các bạn chưa biết thì mình cũng nói sơ qua qua. Thì là màn hình của Note 8 thì là màn hình nó là tràn viền. Cũng tràn viền. Đấy. Màn hình là tràn viền 6.3 inch nhá. Màn hình là tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Cấu hình của nó là RAM 6GB. Tùy theo bộ nhớ thì mình sẽ xem sơ qua qua về bộ nhớ trong này. Đây, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này sẽ là tùy theo. Hầu như là 64GB nhé. Mình sẽ xem cho các bạn này. Đây. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy. Đấy. Bản hàn 2 sim 2 sóng. Đây. Bọn này tất cả đều là bản hàn 2 sim 2 sóng. Thì là Note 8 thì rất nhiều tính năng mở khóa này. Tính năng mở khóa của nó thì là tính năng của nó mở khóa của nó là gì nhỉ? Khuôn mặt, mống mắt, vân tay, rất nhiều tính năng nhé. Camera thì là camera kép, một đèn flash, đèn trợ sáng này. Và đèn led trợ sáng này, đây là vân tay các bạn cũng thích lắm. Note 8 thì các bạn cũng dùng rất là thích đấy. Note 8 thì mình lau chùi thì rất là đẹp này. Đấy, Note 8 rất là đẹp. Nói chung là con này thì cầm thì cũng rất là chắc tay nhé và rất là đẹp. Note 8 thì bên mình cũng bán cực kỳ là chạy, cũng nhiều người là hỏi này, thì mình sẽ nói sơ qua về giá bọn này luôn. Đấy,
con nó tán màu đen này thì ngoại hình con này thì còn độ 90%, trên 90%. Con này thì ngoại hình rất là đẹp nhé, 90 trên 90% các bạn nhé. Này con lót 8 đấy ạ. Này camera này, cực kỳ là sắc nét đấy. Đấy, đây màn hình thì con này thì là hơi ảm nhẹ một tí thôi nhé. Đấy, màn hình con này thì là hơi ảm nhẹ một chút này. Đấy, hơi ảm nhẹ một chút. Con này thì mình sẽ thành lý bạn giá là 3.900.000 nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thành lý bạn giá là 3.900.000 đấy ạ. Con lót 8 đấy ạ. Đấy, bên mình đang thành lý bạn giá là 3.900.000 nhé. Màn hình con này thì là hơi ảm nhẹ một chút nhé. Đấy, bên mình đang thành lý bạn giá là 3.900.000 đấy ạ. Con lót 8 đấy các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo là con thứ hai đấy. Này, con này thì con thứ hai thì là màn hình là sáng đẹp, không ảm nhé. Con thứ hai là màn hình sáng đẹp không ám. Đây thì mình sẽ xem cấu hình của cho bạn này. Con này xem bộ nhớ bao nhiêu. Cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì là màn hình gì nhỉ? Màn hình đẹp không ám. Đây các bạn nhìn kỹ thì chỉ hơi lưu một tí trên này thôi. Nhìn kỹ chỉ hơi lưu tí thì đi thôi. Các bạn nhìn kỹ thì mình thấy nhá. Con này thì mình đang thanh lý bạn giá là 4.1 nhá. Này. Con này thì là 4.1 nhá, máy cũng khá là đẹp nhá. Con thứ hai này là 4.1 các bạn nhá. Đấy. Và con này là con thứ ba này. Này, con thứ ba mình sẽ thanh lý nốt các bạn. Đấy. Con thứ ba thì con này cũng là màn hình đẹp, không ám. Đấy, không màn hình đẹp, không ám. Con này thì chỉ lưu một tí ở giữa thôi. Đây. Lưu một tí ở giữa thôi. Các bạn nhìn kỹ thì mới ra. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.000.000 nhá. Đấy. Con này thì mình thanh lý là 4.000.000 này, con thứ ba là 4.000.000 các bạn nhé. Đây, con nó tám thứ ba này là 4.000.000, màn đẹp không ám, chỉ lưu tí giữa đấy thôi, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy. Con này thì mình thanh lý bạn giá là 4.000.000 nhá. Nó tám thì nói chung là dùng sướng lắm. Đây và con cuối cùng này, và con này là con màu xám. Đây. Đây con này cũng là màn hình đẹp không ám. Này. Ngoại hình con này thì còn độ cũng còn 90%. Chân sạc thì có hơi phẩy phẩy một chút nhé. Đấy, chân sạc thì có hơi phẩy phẩy một chút đấy. Đấy. Con này thì màn hình đẹp không ám, chỉ hơi lưu một tí thôi ạ. Chân sạc con này thì là hơi phẩy một chút. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 con màu xám này ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 này các bạn làm sớm nhất nhá. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng. Và đây số điện thoại mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Và thì bây giờ cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại vào clip ngày mai các bạn nhé.